29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thái Hòa đóng phim của Xuân Lan. Thái Hòa hợp tác diễn viên trẻ Uyển Ân, Lâm Thanh Nhã trong Vũ trụ Tiểu Tam, Cái giá của hạnh phúc do Xuân Lan sản xuất. Diễn viên cho biết tạo hình và tính cách của nhân vật trong phim hoàn toàn mới so với những lần xuất hiện trước đây của anh trên màn ảnh. Thái Hòa muốn có nhiều trải nghiệm hơn khi đóng cùng các diễn viên trẻ. Đầu năm ngoái, khi nhà sản xuất Xuân Lan ngỏ lời mời, anh còn do dự vì có nhiều lựa chọn cùng thời điểm đó. Tôi thấy được nhiệt huyết của đạo diễn Ngọc Lâm cũng như nét thú vị của nhân vật nên đồng ý tham gia, diễn viên Thái Hòa nói. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Thái Hòa sau vai chính trong Con nhót mót chồng 2023. Thái Hòa 50 tuổi, sinh tại thành phố Hồ Chí Minh, gây ấn tượng trong nhiều tác phẩm điện ảnh Để mai tính, Long ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ. Năm 2020, anh tham gia phim Tiệc trăng máu của đạo diễn Quang Dũng, một tác phẩm lọt vào top 5 doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời, 175 tỷ đồng. Năm 2021, anh góp mặt trong tác phẩm truyền hình Cây táo nở hoa. Ngoài diễn xuất, anh còn là biên kịch, tác giả của hai tác phẩm Ăn khách, Người vợ ma và Quả tim máu. Xuân Lan nói, vui mừng khi Thái Hòa nhận lời diễn xuất bởi anh là diễn viên ekip nào cũng mơ ước, giúp phim có nhiều lợi thế trong việc lan tỏa. Đầu năm ngoái, cựu người mẫu có ý tưởng làm một tác phẩm điện ảnh đề tài gia đình. Cô bàn bạc với chồng là đạo diễn Ngọc Lâm và quyết tâm thực hiện dự án. Xuân Lan dành hơn nửa năm cùng bạn đời chỉnh sửa kịch bản, tìm diễn viên phù hợp. Tôi dồn tài sản tâm huyết để đầu tư cho phim, kỳ vọng tác phẩm chạm được trái tim của khán giả, cựu người mẫu nói. Theo ekip, Vũ trụ Tiểu Tam, Cái giá của hạnh phúc không tập trung kể câu chuyện về người thứ ba mà xây dựng dựa trên những giá trị cốt lõi của gia đình. Phim sẽ có nhiều câu chuyện, tình huống khác nhau xoay quanh chủ đề hạnh phúc. Tác phẩm hiện quay xong 40% và đóng máy vào ngày 26 tháng 1 tại Hạ Long, Quảng Ninh, dự kiến chiếu vào dịp lễ 30 tháng 4. Xuân Lan, 45 tuổi, thuộc thế hệ người mẫu thời kỳ đầu, có 28 năm hoạt động thời trang. Nhiều năm qua, Xuân Lan dần rút khỏi sàn diễn, thành lập Học viện Đào tạo Người mẫu, tổ chức nhiều chương trình thời trang. Năm 36 tuổi, Xuân Lan làm mẹ đơn thân sau nhiều đổ vỡ tình cảm. Hồi tháng 1 năm 2020, người mẫu làm đám cưới với đạo diễn Ngọc Lâm sau vài tháng quen biết. Ngọc Lâm là nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch với hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Hollywood và Việt Nam trong các lĩnh vực phim truyện, truyền hình, MV, tổ chức sự kiện. Anh từng đứng ở vị trí sản xuất cho các dự án phim của đạo diễn Hàm Trần, Ngô Thanh Vân như Âm mưu, Giày gót nhọn, Bạn gái tôi là sếp, Thanh sói, Trạng tí. Năm 1997, anh thực hiện bộ phim Nostalgic, dự án tốt nghiệp trường Oran Quest College, Mỹ, trong cả ba vai trò biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn. Tác phẩm này đã thắng giải phim xuất sắc ở Chicago International Film Test, Student Emmy Award, Florida International Film Festival. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để liên tục được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.